chào các bạn, tôi là Trần Đồng Chi, là kỹ thuật viên của hãng Seat Acaban thương hiệu Honda. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bảo dưỡng xe CAPEY. Và trong quá trình sử dụng thì yếu tố an toàn đó chính là phanh xe. Trước đó mình sẽ kiểm tra hệ thống phanh như nào cho an toàn. Để kiểm tra phanh xe, chúng ta sẽ bóp thử cần phanh. Khi bóp được tay phanh mình thấy lỏng như này và cũng không độ đặt hồi, tức là chưa được, mình cần phải tăng độ dơ của má phanh lên. Đối với má phanh trước, chúng ta siết ốc phanh vào khi nào thấy độ cứng của má phanh, của vỏ lái phanh ở mức độ tương đối như này là được. Kéo vào có sát vào khoảng 3 cm là được. Từ giờ chúng ta nhấc bánh xe lên cho quay thử, cái bánh xe quay trơn tru thì là được. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể áp dụng đối với lại má phanh sau. Chúng ta cũng siết bu lông phanh sau lại. Tính cảm thấy má phanh có độ cứng này. Và tiếp tục má phanh không được bệt vào cái này thì bánh xe. Đồng thời quay lùi bánh. Bánh xe quay trơn tru thì là được. Trong quá trình sử dụng, nếu má phanh đã mòn mà khi ta tăng hết ốc phanh lên mà phanh vẫn không ăn thì ta tiến hành tăng tần phanh lên bằng cách ta lấy hết ốc phanh ra. Dùng tia 10 với ốc giữ cần phanh này. Giữ cần phanh ra ngoài. Sau đó tăng độ dơ của cần phanh lên. Sau đó bắt trả ốc giữ cần phanh này. Cùng tên người siết chặt nặng. Sau đó ta bắt màu so bên trước vào. Bắt trả lại vị trí ban đầu. Trong trường hợp là nếu như cần phanh bị kẹt cứng hoặc là bóp có tiếng kêu thì chúng ta nên bảo dưỡng cả ốp phanh và cần phanh trong. Chúng ta dùng clip 17 hoặc và clip 12 hoặc có thể dùng khẩu 17, khẩu 12 để mở ốp hộp trước ra. Nếu như cần phanh bị kẹt cứng hoặc bộ phận trái đào này bị kẹt không xoay được thì chúng ta tiến hành là tra mỡ và cần phanh. Tra mỡ vào các khung lò xo ở trong má phanh nhé. Theo dây cần phanh hoạt động trơn tru là được. Tra mỡ vào bộ phận cần phanh trái đào thì là tiến hành lắp trả lại bánh xe cho vào vị trí ban đầu. Tiếp tục dùng lên 17 hoặc lên 12 siết ốc trục lại. Nếu như má bánh sau
không bị bó cứng cần như ở đối với bánh trước. Ta cứ ảnh giữ bánh sau ra, sau đó ta tra dầu và hoặc là tra mỡ vào vị trí và các vị trí của trái đào. Trong quá trình mà dưỡng, chúng ta nên kiểm tra cả cổ phước của xe xem có bị dơ hay không, bằng cách chúng ta nhấc hai bánh lên, nhấc cả xe sau đó lắp thử, thấy hiện tượng của xe bị giật giật như thế này đang bị dơ thì chúng ta sẽ tiến hành là tháo cổ xe ra và siết chặt lại để cổ xe không còn bị dơ nữa. Chúng ta sẽ tháo ốp tre. Dùng cờ lê 17 và T12 để chúng ta dỡ phần trục giữ cổ. Giữ cổ ngay ở xong để không mở ra. Dùng tay siết lại phần ốc như bắt cốt này. Vừa siết là chúng ta phải kiểm tra lại. Bây giờ chúng ta sẽ siết thêm. Khi kiểm tra càng xe không còn cảm thấy hiện tượng cổ xe bị dơ nữa thì chúng ta lắp trả lại theo vị trí ban đầu. Sau đó thì dùng xe có thể xích xe bị trùng thì chúng ta tiến hành là tăng xích cho các bên như sau. Chúng ta tháo phần ốp giữ đằng sau ra, chúng ta dùng khẩu 16 để dỡ phần ốp trên. Phần lê cu đằng sau ta dùng khẩu 12. Làm tương tự ở phía bên còn lại. Sau khi đã dỡ phần ốp giữ càng sau ra, chúng ta tiến hành dùng cờ lê 21 để nới phần ốp trục sau ra. Nới nhẹ nhàng, không phải nới hết ra. Nới đảo một lần cả hai bên. Dùng tương 10 xếp đặt phần eco phía sau ở trục ở phần tăng xích lên. Vừa xếp ốc, ta vừa kiểm tra độ căng của xích. Xếp đều hai bên để bánh không bị lệch. Sau khi tiến hành bảo dưỡng cho các bộ phận ở trên xe, ta tiến hành tra dầu vào các bộ phận chuyển động như xích. Tiếp tục tra dầu vào chân trống. Đối với vị trí tay phanh thì ta lên xì dầu 17 vào. Trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng xe cabay, nếu như các bạn còn có điều gì thắc mắc thì vui lòng gọi vào số của trung tâm bảo hành xe cabay để được tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn.